Thưa quý vị, hàng trăm người nuôi tôm hùm tại khu vực thành phố Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa đang gặp khó khăn bởi thương lái không trả tiền mua tôm từ nhiều năm nay. Tổng số tiền mà các thương lái nợ người dân hơn 40 tỷ đồng và cho tới nay chưa có ngày trả lại. Đầu năm 2022, bà NTAT giới thiệu mình là chủ của doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn nhất Việt Nam và nhiều lần đề nghị thu mua tôm của người dân với giá cao. Thời gian đầu hợp tác, bà T đều thanh toán đầy đủ. Sau đó, bà này viện các lý do như tiền tôm chưa về kịp, khách còn nợ để kéo dài thời gian trả tiền. Sau nhiều lần đòi tiền, bà này đã viết giấy nợ rồi không liên lạc được, Giờ người dân luôn sống trong tâm trạng lo lắng thất thỏm vì bỗng dưng mang trên mình số nợ hàng chục tỷ đồng. Theo người dân nuôi tôm hùm tại xã Cam Ranh, tại Cam Ranh, bà T thường thu mua tôm hùm với giá cao hơn thị trường và tự giới thiệu là doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn nhất Việt Nam, nên một số người nuôi tôm đã đặt tin tưởng và đồng ý để bà T nợ với số tiền lớn. Theo đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh đã tiếp nhận thông tin, thụ lý đơn tố giác của người nuôi tôm hùm. Công an cũng đã lập hồ sơ lấy lời khai với những người liên quan và đang trong quá trình điều tra. Thưa quý vị, những ngày qua, Hội điều Bình Phước đã cho biết, trước thực trạng tái diễn hạt điều Bình Phước giá rẻ bán tràn lan trên mạng, Hội điều đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng của tỉnh về việc bảo vệ thương hiệu hạt điều Bình Phước. Theo Hội điều Bình Phước, thời gian qua trên một số website và mạng xã hội có nhiều tên miền, tài khoản, cơ sở nhỏ lẻ đăng sản phẩm thương hiệu đặc sản Bình Phước để bán. Những thông tin được giao như giá 100.000 đồng trên 6 hộp đặt điều bể 3 kg, 100.000 đồng trên 2 đến 3 hộp hạt điều còn vỏ lụa từ 1,5 kg. Hầu hết các loại điều này còn nguyên hạt và vỏ lụa, trong đó thì có nhiều hạt sâu, mốc nhân trong, nhân teo, không còn mùi vị đặc trưng của nhân điều. Sau khi xác minh, Hội điều Bình Phước thấy rằng những thông tin sản phẩm nêu trên không phải là hạt điều có nguồn gốc Bình Phước mà là hạt điều nhập khẩu vụ cũ kém chất lượng. Sản phẩm không có nhãn mác, không có hạn sử dụng. Do vậy, không có cơ sở truy xuất nguồn gốc chế biến, không biết ai là người chịu trách nhiệm về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Hội điều Bình Phước cho rằng hạt điều Bình Phước đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phước. Vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến thương hiệu hạt điều Bình Phước và quyền lợi của các doanh nghiệp điều, cũng như gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng khi sử dụng các sản phẩm hạt điều kém chất lượng. Thưa quý vị, là những ngày này, nhiều bà con nuôi tôm, cua ở huyện An Minh của Kiên Giang đang rất vui mừng phấn khởi vì sản lượng tôm cua năm nay cho năng suất rất tốt, ghi nhận tại huyện An Minh, nơi có diện tích thả nuôi tôm cua lớn của tỉnh Kiên Giang. Đây là vuông tôm diện tích 13 ha của gia đình ông Thái Văn Sĩ, ấp 11, xã Đông Hưng, huyện An Minh. Ông cho biết mấy tháng trước, tình hình hạn hán xâm nhập mặn gay gắt, bà con nuôi tôm cua rất lo lắng vì độ mặn cao, tôm cua trong vuông chậm phát triển. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, điều kiện môi trường đã ổn định nên tôm cua phát triển rất nhanh và khỏe mạnh, cho sản lượng tốt. Ông Sĩ cho biết thêm từ giữa tháng 5 đến nay, nhiều gia đình nuôi tôm cua ở huyện An Minh rất phấn khởi khi tôm và cua đều được giá. Hiện nay, giá đã giảm so với đầu vụ, nhưng sản lượng tôm cua còn nhiều, nên vụ này người nuôi tôm cua có lãi cao. Thương lãi á, thì tới cái thời điểm là khoảng đầu tháng 5 của 2014 dương lịch á, thì có mưa, trời sắp mưa thì cái độ mặn dần dần nó giảm, thấy cái thời tiết nó thuận lợi hơn. Con cua tôm nó lột được cái sự phát triển nó nhanh, thì lúc này là bà con nông dân là cái vấn đề mà tôm cua thì nó trong vuông là rất nhiều, năng suất nó rất nhiều đó. Phát triển mạnh, lớn, tôm thì hàng 2, hàng 3, cua thì cô gạch đồ cũng có. Còn gia đình ông Tô Văn Bình ở ấp 10 chợ, xã Đông Hưng cũng thả nuôi với diện tích 2 hectare. Sau 4 tháng ông cũng thu hoạch từ tôm và cua được trên 200 triệu đồng, trừ chi phí gia đình ông lãi khoảng 150 triệu đồng. Bà con ở đây cũng phấn khởi lắm. À ghế bên tôi này cũng thả chung với tôi này bả cũng trúng dữ lắm đó. Cũng 500-600 kg, rồi gói 100 triệu, 150 triệu. Việc tôm cua phát triển tốt phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố môi trường là rất quan trọng. Kỹ thuật nuôi và con giống cũng đòi hỏi người nông dân phải thường xuyên nghiên cứu để có cách xử lý cho phù hợp. Dù thời gian qua, yếu tố quan trọng nhất là môi trường nuôi đang bất lợi, nhưng do con giống tốt và kỹ thuật nuôi hiện đại, cải tiến nên tôm cua của bà con chất lượng tốt và năng suất cao. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện An Minh là trên 121.000 ha, trong đó diện tích nuôi tôm là 46.980 ha, cua là 2.100 ha, còn lại là các loài hải sản khác. Vùng tôm lúa đến nay diện tích thả nuôi được 39.030 ha, trải qua thời gian khó khăn, ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Hiện tại tình trạng nuôi trồng thủy sản của bà con huyện An Minh đã dần ổn định trở lại. Bà con cho biết hiện nay giá tôm cua không còn được cao như đầu vụ, nhưng nhờ năng suất tốt, nên vụ này bà con cũng cầm chắc phần lời. Thưa quý vị, đặc sản gạo Điện Biên là kết tinh từ tâm huyết và sự kiên trì lao động của người dân Điện Biên, được người dân tự hào, gìn giữ và phát huy. Đó không chỉ là một sản phẩm đặc sản với địa danh mà còn là một thương hiệu, một giá trị văn hóa du lịch gắn với vùng đất lịch sử, là niềm tự hào của người dân Điện Biên nói riêng và của cả người Việt Nam nói chung. Cánh đồng Mường Thanh có diện tích khoảng 140 km2 được coi là vựa lúa lớn nhất của khu vực Tây Bắc đã mang đến thương hiệu gạo Điện Biên nức tiếng. Cũng bởi vậy, du khách khi đến với Điện Biên ngoài nhu cầu tham quan di tích lịch sử còn để khám phá văn hóa ẩm thực độc đáo. Kết thúc cuộc hành trình, những bao gạo chính là sản vật theo chân du khách về xuôi. Với hệ thống xay sát liên hoàn gồm nhiều máy móc tiên tiến hiện đại như lò sấy, máy trượt vỏ, máy sát trắng, máy tách màu, cơ sở xay sát của chị Trần Thị Khuyến cung cấp bình quân mỗi năm ra thị trường trong và ngoài tỉnh gần 250 tấn gạo thành phẩm. Thu mua về nhà giờ sát ra là đầu tiên là cái máy tách vỏ, xong đến máy sát trắng, đến máy tách màu là ra cái chất lượng gạo để cho khách du lịch người ta mua, người ta về làm quà. Đối với người dân Điện Biên cũng như du khách mọi miền, khi nhắc tới những sản vật vùng núi Tây Bắc, không thể thiếu gạo Điện Biên. Hạt gạo sóng đều, căng bóng cho cơm dẻo, đậm và thơm. Chính vì thế, các loại gạo Điện Biên như xén củ, tám thơm, nếp nương luôn được khách du lịch ưu tiên chọn làm quà tặng mang về sau khi kết thúc chuyến hành trình du lịch tại Điện Biên. Chúng tôi cũng rất mong được nhiều lần đến Điện Biên để cùng với nhân dân Điện Biên để mà chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp của Điện Biên. Mà hơn nữa là cái mà chúng tôi thích thú nhất đó là gạo Điện Biên đã đem lại cho chúng tôi được cái niềm vui lớn của những người nông dân. Khi mà cái sản phẩm mà đã nâng cao được cái chất lượng cũng như là cái nhãn mác bao bì để được người tiêu dùng biết đến và làm cái quà tặng ấy, thì cái giá trị của cái sản phẩm hạt gạo đó sản xuất ra thì nó tăng được từ 1,5 cho đến 2 lần so với cái giá gạo thương phẩm bình thường. Để tăng năng suất, chất lượng gạo Điện Biên những năm gần đây, tỉnh Điện Biên thường xuyên triển khai thử nghiệm các loại giống mới để lựa chọn giống lúa chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, đưa vào cơ cấu giống, từ đó tạo ra vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Thưa quý vị, là biểu tượng của sự thuần khiết trong sáng, hoa sen biểu trưng cho khí phách con người Việt Nam. Hà Nội có sen Bách Diệp Tây Hồ là giống sen có nguồn gen đặc sắc riêng và có tại Việt Nam và trên thế giới. Tuy nhiên thì cùng với quá trình đô thị hóa, diện tích sen Tây Hồ ngày càng bị thu hẹp. Để bảo tồn và phát triển cây sen và các sản phẩm sen của Tây Hồ, chiều ngày hôm nay, ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ, Viện Rau quả Trung ương tổ chức hội thảo Bảo tồn và Phát triển sen Việt Nam. Hội thảo có sự tham dự của đông đảo các doanh nghiệp, nghệ nhân và ngành nông nghiệp trên cả nước như Đồng Tháp, Bình Dương cùng tham luận tìm hướng phát triển, nâng cao giá trị cho cây sen Việt Nam. Phát biểu tại hội thảo, đại diện Viện Rau quả Việt Nam cho biết giống sen Bách Diệp của quận Tây Hồ là giống sen vô cùng đặc sắc với hương sắc đặc biệt của Việt Nam và trên toàn thế giới. Từ giống sen này, Tây Hồ có rất nhiều sản phẩm độc đáo như chè sen, xôi sen, cốm sen. Nhiều sản phẩm đã đạt chứng nhận 4 sao cấp thành phố. Ngoài sen Tây Hồ, nhiều địa phương khác trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã phát triển rất nhiều sản phẩm có giá trị từ cây sen với diện tích gần 600 ha. Hà Nội có tới 18 sản phẩm OCOP từ loại cây đặc biệt này. Trong thời gian tới, thành phố dự kiến tăng thêm 300 ha, đưa tổng diện tích canh tác các giống sen có giá trị kinh tế và năng suất cao của toàn thành phố lên 900 ha vào năm 2025. Tại hội thảo cũng đã diễn ra lễ ký kết cung cấp và tiêu thụ các sản phẩm về sen của Hà Nội và các địa phương khác trên cả nước trong hệ sinh thái sen Việt Nam. Quý vị, nghề nón lá ở thôn Vĩnh Thịnh, xã